Ban đêm ở Philippines, các nhà khoa học dùng lưới bắt một con dơi rừng. Các chuyên gia khám bệnh và xét nghiệm con dơi này. Họ ngoáy miệng con vật, đo đạc và kiểm tra cánh. Chúng tôi đang nghiên cứu xem các chủng virus corona khác có khả năng lây nhiễm sang người hay không. Những khu vực có khả năng trở thành cứ điểm cho sự lây nhiễm virus corona là gì? Coronavirus infection. Nhà sinh thái học về dơi Philip Aviola thuộc Đại học Philippines tham gia nhóm nghiên cứu về dơi và các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Bản chất công việc khiến họ có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh. Họ sử dụng dữ liệu thu thập được từ xét nghiệm những con dơi để tạo ra một mô hình mô phỏng. Nếu chúng ta hiểu rõ về con virus, biết nó xuất phát từ đâu, chúng ta sẽ có thể khoanh vùng địa lý và từ đó có thể áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại để có thể ngăn chặn việc lây truyền từ thành phố này sang thành phố khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác. Mô hình mô phỏng dự đoán thời gian, khí hậu, nhiệt độ có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc truyền bệnh từ dơi sang người. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cho biết có hơn 1.200 loài dơi và ít nhất 78 trong số chúng ở Philippines. Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác vẫn đang nghiên cứu xem liệu đại dịch virus corona có bắt đầu từ dơi hay không, bởi vì loại virus này có cấu tạo tương tự như các virus có ở loài động vật có vú biết bay khác.